Rồi. Rồi, hôm nay thầy giới thiệu cho lớp chúng ta về cách chỉ dây chùm hai chân. Rồi, đầu tiên là chúng ta phải hướng dẫn ta cách khởi động. Ta hai tay chống không, động tác cặp cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ, ta xoay từ trái sang phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn ta xoay ngược lại từ phải sang trái. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, ta xoay kiểu kiểu tây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay quay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. Từ trái sang phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi xoay gối hẹp. Từ trái sang phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi xoay gối rộng. Hai chân rộng quá, xoay từ ngoài vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay từ trong ra ngoài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, chúng ta gặp mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, xoay từ bên trong. 1, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi cánh tay ngược. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nâng cánh tay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và như vậy là phần khởi động của chúng ta đã kết thúc. Bạn vừa thể dục môn tự chọn của khối lớp 4 là chúng ta sẽ tăng cầu bàn đùi. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thực hiện tăng cầu bàn đùi. Thứ nhất là chúng ta sẽ làm quen với cầu bằng cách chúng ta cầm cầu tay thuận của chúng ta tung lên thầy, chụp lại, tung lên chụp lại thầy nha các bạn, để chúng ta có cảm giác được với cầu. Bước thứ hai là chúng ta cách thực hiện tăng cầu đùi hai chân đứng động bằng vai hoặc hơn vai như bạn, và chúng ta sẽ tiếp xúc cầu với đùi nha. Tiếp xúc cầu với đùi làm sao cho lòng bàn chân cách mặt đất khoảng 30 đến 40 cm và đùi vuông góc với tầm ngực của chúng ta nha các bạn, và làm vuông góc nha. Rồi bước thứ ba là chúng ta sẽ thực hiện tăng cầu bằng đùi một cái lên rồi các bạn chụp lại cho thầy nha, chụp lại cho thầy đó, chụp lại cho thầy đó. Khi thực hiện được rồi các bạn sẽ tăng cao thành tích lên một cái, hai cái, ba cái, nhiều nhất có thể vào khả năng tăng cầu bằng đùi của chúng ta nha các bạn. Làm sao cho cầu ngang cái tầm ngực của chúng ta để chúng ta dễ khống chế nha các bạn. Rồi, và tiết học hôm nay thầy sẽ mong hôm sau các bạn sẽ nâng cao được thành tích tăng cầu bằng đùi cho các bạn nhiều nhất có thể nha các bạn. Các bạn vừa kiểu dây chân trước, chân sau.
sau. Nó còn giống giống như là cái tiết học hôm trước là nhảy kiểu chùm hai chân, nhưng lúc này nhảy chân trước chân sau thì các bạn một chân ở trước và một chân ở sau khi thực hiện kiểu kiểu nhảy chân trước chân sau. Cách cầm dây và cách đo dây cho phù hợp cũng giống như tiết hôm trước là nhảy chùm chùm hai chân. Các bạn hôm trước cách cầm dây và cách đo dây là các bạn đã biết hôm trước và tiết học hôm trước rồi đúng không? Rồi hôm nay thầy sẽ thực hiện qua kỹ thuật nhảy chân trước chân sau các bạn xem. Cách đo dây rồi đưa dây ra sau. Đó. Khi thực hiện nhảy thì chúng ta nhảy thực hiện chân trước chân sau nha các bạn. Thật nhảy vào là đó, đó là kiểu thực hiện nhảy chân trước chân sau. Thầy lưu ý với các bạn là khi nhảy chân trước chân sau, dây thường vướng vào cái chân chân sau khi các bạn co lên. Nên thầy lưu ý các bạn khi co chân lên ta co cao lên nha các bạn. Và thầy mong rằng các bạn sẽ thực hiện được số lượng nhiều hơn ở tiết sau.